Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình bản tin Hoa Thịnh Đốn. Để tiếp tục, Bích Phượng có mời quý vị theo dõi phóng sự 40 năm Hội Văn Book Việt Nam Hải Ngoại. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Đại hội kỷ niệm 40 năm thành lập Văn Book Việt Nam Hải Ngoại đã được tổ chức vào một ngày mùa xuân đẹp trời, thứ Bảy 31 tháng 3 2018. Và ngày hôm qua, tiền đại hội đã được tổ chức tại nhà hàng Kobe House vào lúc 5 giờ chiều với gần 100 văn thi hữu đã đến tham dự từ các nước cũng như các tiểu bang của Hoa Kỳ. Xin hân hoan chào đón quý vị đến với đại hội kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Văn Book Việt Nam Hải Ngoại. Sau những nghi thức trong buổi đại hội kỷ niệm 40 năm thành lập Văn Book Việt Nam Hải Ngoại, nhà văn Hồng Thủy gửi lời chào mừng đến 450 quý quan khách, quý thân hữu, gia đình của các quý văn thi sĩ và quý văn thi hữu từ xa về. Nhà thơ Đăng Nguyên, cũng là chủ tịch Văn Book miền Đông Bắc Hoa Kỳ, giới thiệu thành phần ban tổ chức và bài diễn văn khai mạc của chủ tịch Văn Book Việt Nam Hải Ngoại, Vịnh Thanh Dương Thành Lợi. Ông nói ngày 25 tháng 6 năm 1978, 40 năm về trước, hy vọng và tình thương của người Việt quốc gia bừng sáng giữa ba lê với sự xuất hiện của Văn Book Việt Nam Hải Ngoại, với mục đích phản đối hành động đàn áp nhân quyền của nhà nước Hà Nội và gửi những món quà viễn xứ về giúp văn nghệ sĩ bị bức hại ở Việt Nam. Ban chấp hành Văn Book Việt Nam Hải Ngoại được bầu lại mỗi cứ 3 năm một lần. Chúng ta có một đại hội 3 năm một lần. Nhờ như vậy cho nên tại vì chúng ta thay đổi nhiều và ban chấp hành có thể tái ứng cử 2 năm mỗi 2 nhiệm kỳ. Nhưng mà khi mà chúng tôi ra ứng cử, tôi nói rất là rõ ràng, tôi chỉ có thể có thời gian đóng góp cho Văn Book Việt Nam Hải Ngoại 3 năm thôi, tức là một nhiệm kỳ thôi. Và hy vọng là chúng ta sẽ gây dựng một sinh hoạt rất là mạnh mẽ, mới lạ, tốt đẹp cho Văn Book và mong mỏi là và trong nhiệm kỳ tới sẽ có những hội viên mới sẽ ra tiếp tục cái vai trò lãnh đạo Văn Book Việt Nam Hải Ngoại. Ngày mai là ngày Chủ nhật, chúng tôi sẽ tổ chức một cái buổi tương tự như gọi là cái tiền hậu đại hội. Chúng sẽ đưa tất cả những văn thi hữu từ các nơi xa về đi thăm vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, nhất là đang là cái mùa hoa anh đào đang nở rất đẹp. Văn Book Việt Nam Hải Ngoại bắt đầu là một trung tâm với khoảng 20 hội viên tại Paris, và 40 năm sau thì Văn Book Việt Nam Hải Ngoại đã phát triển có trên 6 vùng khắp từ Canada đến là khắp các tiểu bang Hoa Kỳ. Tiểu Thu thì cộng tác thường xuyên với Tam Cá Nguyệt Cỏ Thơm, và đây cũng là một dịp để mà được gặp tất cả những thi văn hữu cộng tác chung trong cái Tam Cá Nguyệt Cỏ Thơm, và cũng đồng thời Tiểu Thu cũng là thành viên trong cái Cô Gái Việt. Dạ, tôi tên là Nguyễn Thị Phương Thúy, là người điều hành nhóm Cô Gái Việt. Nhóm Cô Gái Việt được thành lập vào năm 2014, tới nay là cũng được 4 năm rồi. Chúng tôi có khoảng chừng 50 chị em ở khắp nơi trên thế giới thì liên lạc sinh hoạt với nhau qua một cái diễn đàn gọi là Cô Gái Việt Google Group. Thì chúng tôi làm thơ văn, chia sẻ với nhau những tâm tình thơ văn, và tất cả những bài thơ văn này được đăng trên cái website của Cô Gái Việt. Thủ đô hoa nở tưng bừng, bao cô gái Việt vui mừng gặp nhau ạ. Bích Phượng tường trình từ đại hội kỷ niệm 40 năm thành lập Văn Book Việt Nam Hải Ngoại Fortress, Virginia.